Tên gì, bao nhiêu tuổi? Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên Thúy Diễm, năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên 24 tuổi mà làm nhân viên văn phòng thì trong công ty cũng nhiều người lắm chứ, mà rất là duyên dáng như vậy mà chưa có người yêu hả? Sao phải cần đến chương trình? Bên cái bộ phận của em là bên hành chính nhân sự, mà bên hành chính nhân sự thường nghiêm lắm chị. Nghiêm nè hả? Hay là nghiêm hả? Thường á là bị người ta ghét nhiều hơn là được yêu. Sao lại ghét? Dạ tại vì hành chính nhân sự thì thường đưa ra các thông báo, các quyết định, quy định để mà gò bỏ người ta lại. Buổi việc rồi kiểm điểm nữa phải không? Dạ thì cũng giống giống như vậy á. Bạn làm nghề marketing chắc là nói nhiều lắm đúng không? Dạ. Ngoài cái mà nghề marketing bạn còn làm nghề gì nữa? Hồi trước em cũng mở công ty, sau đó cũng thua lỗ. Sau đó thì em thấy thì chắc mình chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ thì em thích đi làm ngoài. Cái công việc của em thì nó tạo mối quan hệ nhiều, và hai đợi cho em có kinh nghiệm hơn. Và sau này ví dụ em mở cái công ty thì em thành công hơn. À, còn về bạn nữ của mình nè, bây giờ sở trường của em là gì? Em có năng lực gì, tài năng gì? Tài năng của em nó rải đều hết chị. Em chỉ dở có mỗi việc là vẽ tranh hay mỹ thuật gì thôi. Còn bình thường thì hơi mắc cỡ nên không bao giờ nhảy trước đám đông. Nhưng mà hát thì có thể hát được trước đám đông. Rồi, hát thử cái nghe coi. Dạ hát một đoạn nha chị. Rồi. Em hát bài Hương Tình Gái Quê. Mọi người cho em xin mời em hát tay nha. Hát lớn lên nha, lớn cho mình nghe nha. Em yêu lũy tre, cánh đồng lúa chín ngát hương. Đêm từng đêm trăng sáng, gái trai làng đùa vui hánh ca. Bao nhiêu lời ông bướm, nhưng trái tim nào đâu biết gì. Thôi được rồi chị. Hay vậy, hèn chi mà thích hát với đám đông là đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây hát liền, đáp liền. Lòng anh cho yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh so nhỏ ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đã bên em tươi cười. Dạ tao. Dặn chị em đứng lên cái em vơ luôn anh ơi. Hay quá, đây là trai dạ. Tài gái sắc rồi. Hồi xưa giờ có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Sao chia tay? Đó là mối tình sinh viên mà. Sau này á là hai bên đều đi làm rồi. Lúc đó em cũng vẫn còn đi học để học liên thông lên á. Nên không chú tâm cho việc đi làm cho lắm. Rồi không biết có phải là không hợp ý mẹ của bạn trai hay không, mà bạn trai nghe lời mẹ rồi. Ủa vậy á hả? Dạ. Mà hai người quen nhau bao lâu? Dạ quen nhau hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm mà tại vì mẹ không chịu rồi thôi đó hả? Dạ. Cha cái vụ này căng à nha. Rồi rồi được rồi, một lát chị sẽ hỏi mẹ bạn trai bên kia. Nhưng mà trước khi hỏi bên đó thì chị hỏi em nè, bây giờ là cái mẫu người lý tưởng của em muốn là tìm người bạn trai như thế nào? Xét về tính cách thì em chỉ cần chí thú làm ăn, lo làm. Bên kia thì lo làm rồi đó, mặc dù có thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Đúng rồi, giờ tới phiên em vô hốt là thành công luôn đó. Dạ em chỉ hy vọng được như vậy. Rồi gì nữa nè? Chiều cao á, ngoại hình á thì tại vì em chỉ có 1m56 thôi nên em hy vọng nửa kia của em được khoảng 1m8. Trời đất ơi, ở đâu ra? Rồi hợp luôn, à. Khó luôn. Trời nghĩ sao bây giờ? Đây 1m9 luôn á. 1m8 là anh với anh này cộng lại á. Rồi điểm gì em không thích ở người yêu của mình? Hồi nhỏ em hay đi coi cải lương với bà ngoại á. Nên ấn tượng đối với các anh tướng cướp là rau quay nón là bậm trợn gì vậy. Mà bây giờ em thấy những anh rau quay nón thì em hơi bị sợ. Quyền Linh. Dạ Quyền Linh. Rau quay nón. Ta cạo rau rồi. Dạ cạo rồi thì không sao ạ. Rồi còn gì không thích nữa? Dạ chắc là chỉ có đặc điểm thôi ạ. Em cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Ấm ấm thân thon. Chứ cao mét mấy? Mét chín hả? Dạ không, còn mét năm mấy đến sáu mấy là được rồi. Đây nè, có bạn là được rồi. Đây nè. Dạ mình dáng thân thon giống chị Cát Tường. Có tóc dài nhìn dễ thương, trắng, trung thủy và biết chăm sóc cho người mình yêu là ok rồi. Nó nghe. Dạ. Em chị... cao mét mấy? Dạ 65 ạ. À. Chị nhìn là chị biết, chị hỏi cho vui thôi, mà chị biết dạ. Là không có đạt tiêu chuẩn bên đây rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung nè, em mà kiếm người giống như chị cũng khó lắm nha. Dạ. Hai người bị hoang tưởng quá. Không em đu chị. Đu vừa đu quá. Tao có quyền khát khao chứ, em có một ước ao chứ. Không, bây giờ hỏi chuyện này quan trọng nè. Mẹ có xen vô chuyện tình yêu hai đứa không? Bây giờ yêu cho đã rồi dẫn về. Rồi mẹ nói mẹ không chịu thì tính sao? Không ạ, mẹ em là cho em quyết định. Cho quyết định nè, dạ, chắc dạ, nha. Dạ. Chứ đừng để mất thời gian hai đứa yêu nhau mấy năm trời. Dắt về quê mẹ nó không chịu rồi bỏ con người ta nó khổ lắm à. Dạ. Hứa nha. Dạ. Bớt đi, không có giống Cát Tường đâu. Dạ nha. Bớt chút. Yeah. Thôi cô ở giá đi cô, 1m8 ở đâu ra. Giống trước tao giống cái tường chi dữ thế mồ luôn, giống chi biết nữa.
À, anh hỏi em nè. Dạ. Nói giờ em có được bao nhiêu cái bằng cấp rồi? Trên 10 cái ạ. 10 trên 10 cái? Dạ. Bằng cấp gì em kể anh nghe coi. Em có 5 bằng kinh doanh, marketing, thuốc nam, bằng võ thuật, bằng MC, bằng hát. Cái gì có bằng MC không? Không có bằng gì nữa, em mười mấy cái rồi mà em quên. Mấy cái bằng luôn? Dạ. Em có thích bạn trai học cao không? Cao cũng không sao, chuyển sao em hỏi biết đường trả lời là được rồi. Wow. Mà đây cao lắm đây, mười mấy cái bằng nữa mà. Bằng gì tùm lum nhỏ. Nói em làm MC chương trình nào chưa? Dạ, em làm MC của chương trình của công ty marketing anh. Dẫn chương trình khoảng vài trăm người chứ. Giờ em thử bằng cấp anh coi cho coi. Múa võ. Mở dạ màn lên múa cho dạ tao coi với. Không, thử múa đi coi. Dạ thôi ạ. Võ thuật mà. Múa đây ngại lắm anh ạ. Kệ đến dạ đâu em mười mấy bằng cấp mà đâu dạ. Dạ thôi. Thôi vậy em thể hiện bằng cấp MC coi coi. Dạ. Bạn muốn hẹn hò rồi. Dạ. Giới thiệu đứng lên giới thiệu cho khán giả đàng hoàng. Dạ. Thử coi. Bắt dạ đầu 2 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có một tiết mục là một cặp trai một cặp gái đến với nhau vì tình yêu và hạnh phúc. Mong các bạn hãy cổ vũ cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật to thật giòn đây ạ. Tạm được anh Linh ơi. Tự nhiên lên đây gặp anh Linh hồi hộp anh Linh. Để em coi bên kia bằng cấp nha. Bên đây mười mấy bằng cấp. Đây ta ngồi ta sợ ta đứng luôn. Người ta đứng luôn. Bên anh kia mười mấy bằng cấp, bên này em có mấy bằng cấp? Em chỉ có một cái bằng cao đẳng thôi anh. Cao đẳng gì? Dạ công nghệ thông tin. Cao đẳng cẳng đào. Công nghệ thông tin hả? Dạ. À, em thấy anh kia giỏi chứ mười mấy bằng cấp đó nha. Anh về anh trị bệnh hốt thuốc cho em nè ha. Rồi anh dạy marketing nè ha, dạy làm MC nè ha, có bằng ca sĩ nè ha. Có cái thuốc nào mà ông hốt ông uống vô để ông cao lên mét 8 không? Cái này bỏ tài. Rồi anh giới thiệu thôi, hết rồi đó. Mở dạ màn lên. Rồi hai người gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn lên. Trước khi gặp cô gái bên kia anh hỏi em nè, em không thích điểm gì ở bạn gái của mình? Dạ không thích thứ nhất là nhiều chuyện, thứ hai là không trung tình ạ. Bên kia hơi nhiều quá, không trung tình. Nói không nhiều thôi chứ nhiều chuyện hồi nào. Nói nhiều. Bạn gái không thích gì, điều gì bạn trai của mình? Dạ nghe lời mẹ ạ. Nghe lời mẹ, em có nghe lời mẹ không? Dạ không ạ. Trời đất ơi. Nghe lời mẹ. Ở quên quên em sorry. Tùy chuyện chứ không phải là nghe mẹ kêu không cưới vợ là không cưới vợ. Cái cô này kỳ lạ lắm. Mất người ta mẹ nghe mẹ lời mẹ người ta không nói cho người ta nghe. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ không, nghe lời mẹ những cái gì chính đáng thì nghe, còn những cái vô lý mà nghe ví dụ như em đã quen nhau mấy năm bắt em chia tay em phải buồn chứ anh. Cứng lắm nè. Cứng lắm luôn nè. Thôi quay mặt coi cho ta coi đi ông ơi. Quay đi. Đó coi nghe lời ai? Nghe lời mẹ hay nghe lời bồ? Đó. Anh đang nghe mặt. Dạ, em cảm ơn anh. Các bạn có 2 phút, bắt đầu. Em người ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Còn những người ta miền Tây đẹp thôi. Em cảm ơn anh. Đẹp mà dễ thương mà nói chuyện có duyên. Em cảm ơn anh. Được khen là em thích rồi. Bạn trai mình luôn đi vô thì mình yêu rồi đi, chỉ để mất công thì gia đình thì anh là anh là có mấy anh em? Nhà anh 3 anh em, anh là Út, 3 trai mà 2 người cưới vợ hết rồi. Anh là Út vậy cưới vợ xong có về nhà không anh? Không, anh là riêng. Dạ ở riêng được anh. Em chỉ thắc mắc có mỗi chuyện thôi, tại vì em hơi yêu ba yêu mẹ, mặc dù ở trên Sài Gòn nhưng một tháng cũng phải về một lần, nên chỉ hy vọng là lúc đó anh cho em đi về. Không, người Tây đẹp mà, vừa hai anh em mình cùng về. Anh chị có từ đó. Sao đi, nói chuyện đây mà nháy nhìn đây là sao trời. Yeah. Hỏi em thấy anh có đẹp không? Em cảm ơn anh. Em thấy anh tạm được không? Anh nói câu này là em mắc cỡ quá. Được không? Dạ chắc là cũng được. Không, anh phải cảm ơn em đó. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thúc có hậu ha. Rồi, rồi hết okay. Giờ kết thúc có hậu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2 gì? 2 cái gì vậy? Tôi mới đếm có 2 à? Cái gì vậy trời? Nôn lắm rồi. Hai bên đều nôn hết trơn rồi. Ủa sao vậy em? Sao mới tính đếm có 2 mà em nhấn rồi? Thấy hợp chị ạ. Hợp sao? Nắm tay đi coi có hợp không? Rồi em sao nữa? Phụ nữ thì từ từ chứ làm gì mới đếm 2 mà nhấn rồi. Hả? Ưng trong bụng quá à hả?
Dạ em cũng muốn tìm hiểu thử ạ. Cặp này đẹp đôi, hai người hôn nhau một cái đi. Nè trời ơi, hôn đại cái đi. Mình trẻ mà, hôn nhau một cái đi. Hai ba. Mình nhăn dữ vậy. Cảm giác hung sao? Dạ em không biết. Còn em hung sao, thấy sao? Dạ thơm ạ. Tóc tóc thơm. Tóc thơm không? Rồi hai người nắm tay xuống dưới hung nữa đi. Ở đây không cho hung xuống dưới, ông ta hung lia lịa nè.